Ở đây cái vị sư phụ này là Hòa Thượng Thích Thái Siêu vừa mới tịch, thì ngài cũng đã ân sư của Kiệt ở chùa, làm chủ trì của chùa Kiệt. Kiệt ngoài cái núi Kim Long Sơn còn có ngôi chùa đó không quý vị, chùa lớn mà, chùa đó rất là lớn, nó làm cái building 50.000 square feet. Hồi xưa đang làm cái hãng cho đổi thành chùa, thì tụ tập vô đó cũng mấy nghìn người được đó. Thì làm cái lễ bữa sư phụ là tôn giả đệ tử của Phật A Di Đà, thì nhờ sư phụ thì mới biết là có Phật A Di Đà thiệt, ngài có thật. Thì khi mà mang pháp phàm á, sư phụ mang pháp phàm là tôn giả vậy này nè, thì bao nhiêu năm ở với Kiệt cũng 8-9 năm, thì cũng học hỏi. Khi mình tra điển, tra cứu kinh điển, có người học hỏi trả lời cho mình. Ân sư sư phụ chính của Kiệt á là Hòa Thượng Tư Hóa, ngài ở trên Vạn Phật Khánh Thành á, người Tàu, ngài tịch lâu rồi, mất rồi. Thôi thì mình nói hơi sao vậy thôi, chuyện buồn, nhưng mà bây giờ ở chùa thì cũng không ai chủ trì hết. Ai cũng sẽ được đi, nhưng mà đi kiểu nào. Cái ngày buổi tối đó, ngày còn không có bệnh gì hết, bình thường thôi, nửa đêm cái tự nhiên đi. Đi thì bữa giờ cảnh sát 2-3 tuần nay nó khám cái thi thể coi có ai ám sát gì không, chứ ngày mạnh sân sẩn mà đâu có gì đâu phải chết, nhưng mà có lệnh thì phải về thôi, gọi cái là đi lên đường.